Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi ngày 17 tháng 4 năm 2020. Giá heo hơi hiện giờ đang tăng từng ngày, sáng một giá, chiều lại tăng vọt lên một giá. Nên rất mong quý anh chị và các bạn hãy comment ở phía dưới giá của địa phương mình để tất cả mọi người chăn nuôi đều có thể nắm được và tránh tình trạng bán lỗ, bán tháo hoặc là bị các thương lái ép giá. Và như một con ngựa không cương thì giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng phi mã ở hầu hết các tỉnh trên phạm vi cả nước. Theo ghi nhận ở thị trường miền Bắc, giá heo hơi đã chạm mốc 93.000 đồng một kg. Trong đó, cao nhất thuộc về tỉnh Thái Bình đạt mốc 93.000 đồng một kg đối với dòng heo siêu loại 1. Các địa phương khác áp sát tỉnh Thái Bình đó là Hà Nội, Hưng Yên cũng đã chạm mốc 91.000 đồng một kg. Và một số địa phương có mức giá 90.000 đồng một kg đối với dòng heo siêu loại 1 đó là tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bắc Giang, Tuyên Quang. Và hầu hết các tỉnh còn lại ở khu vực miền Bắc đều trên 80.000 đồng một kg. Với thị trường miền Bắc mà còn có giá đầu 7 thì các anh chị cũng nên xem lại ở địa phương mình, bởi hiện tại thì không có địa phương nào ở thị trường miền Bắc dưới 70.000 đồng một kg. Tuy nhiên vẫn có một số người báo giá chỉ có dao động 75-76.000 đồng một kg ở Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình. Rất có thể đó là heo nhữ hoặc là bị các thương lái ép giá thì mới có cái giá 75-76.000 đồng một kg thôi, chứ hiện tại là không còn có mức giá này nữa. Bởi hiện nay tỉnh Thái Bình có mức giá khá là cao. Và theo anh Hải, một hộ chăn nuôi ở huyện Văn Lâm của tỉnh Hưng Yên cho biết, với đà tăng như hiện nay thì chắc chắn mốc giá 95.000 đồng một kg chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Còn đối với thị trường miền Trung và Tây Nguyên, thông tin mới tiếp tục cách ly xã hội với 12 tỉnh và một số nơi được nới lỏng do không nằm trong vùng có nguy cơ cao của dịch viêm phổi cấp đã khiến thị trường heo hơi ở thị trường tự do, đặc biệt là đối với thị trường tự do, tăng mạnh trở lại. Theo ghi nhận ở tỉnh Bình Định, giá heo hơi đã tăng lên mức 87.000 đồng một kg. Tại một số địa phương cũng có mức giá cao như Lâm Đồng, Đắk Lắk dao động 85-88.000 đồng một kg. Và hầu hết các tỉnh ở khu miền Trung đã chạm mốc 80.000 đồng một kg trở lên. Trong khi đó, giá heo hơi ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay tiếp tục ghi nhận có sự tăng giá, dao động tăng từ 1-5 giá so với ngày hôm qua. Và mức giá cao nhất hiện nay đang dao động 89-90.000 đồng một kg. Mức giá heo hơi cao nhất hiện nay theo ghi nhận thuộc về tỉnh Bến Tre, kế đó là một số địa phương như Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh và một số tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ như là Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai. Hiện khu vực Đông Nam Bộ hiện nay không có tỉnh nào dưới 80.000 đồng một kg. Tuy nhiên đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ thì vẫn còn có giá dao động đó là 77-79.000 đồng trên 1 kg. Nhìn chung sau ngày 15 tháng 4, khi mà một số tỉnh hết cách ly xã hội, thị trường heo hơi có cơn tăng giá chóng mặt trên diện rộng. Với đà tăng này, dự báo giá thịt lợn ở các chợ dân sinh chắc chắn trong thời gian tới cũng sẽ tăng. Theo thông tin mới nhất, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trở lại ở tỉnh Bắc Cạn. Theo đó, nặng nhất là đàn lợn 69 con bị nhiễm bệnh ở một hộ chăn nuôi xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn của tỉnh Bắc Cạn. Trại nuôi của một hộ dân ở Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới cũng bị nhiễm 3 con và một trại nữa đó là của một hộ chăn nuôi ở xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn cũng bị nhiễm 2 con. Tỉnh đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Sau đó đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn xuống giúp bà con tiêu hủy lợn, làm công tác tiêu trùng khử độc, vệ sinh chuồng trại. Cũng theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Cạn, đây là các hộ chăn nuôi biệt lập, chăn nuôi chưa từng dính bị dịch tả lợn châu Phi bao giờ, nên có phần chủ quan. Số lợn bệnh này là giống của địa phương do gia đình tự nuôi hoặc là mua của hàng xóm. Còn đối với giá heo hơi hôm nay, ngày 17 tháng 4, ở các địa phương trên phạm vi cả nước vẫn có xu hướng tăng mạnh. Theo ghi nhận, ở một số tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, giá heo hơi hiện nay đang dao động mức giá 87-93.000 đồng một kg. Cụ thể như Hà Nội hiện nay mức giá dao động 88-91.000 đồng một kg. Hải Dương dao động 87-90.000 đồng một kg. Ngay như Hải Phòng cũng đã chạm mốc 87.000 đồng trên 1 kg. Và đặc biệt một số tỉnh như là Hưng Yên, Thái Bình đã chạm mốc 92-93.000 đồng một kg. Vĩnh Phúc 90.000 đồng một kg đối với dòng heo siêu loại 1. Bắc Ninh dao động mức giá 86-87.000 đồng một kg. Và một số tỉnh như Nam Định cũng đã chạm mốc 92.000 đồng một kg đối với dòng heo siêu loại 1. Còn các dòng heo áp siêu dao động mức giá 88-89.000 đồng một kg. Và Ninh Bình dao động 90.000 đồng một kg đối với dòng heo siêu. Hà Nam cũng đã dao động chạm mốc 89.000 đồng một kg trong 2 ngày qua. Và hôm nay thì Hà Nam cũng không có sự thay đổi về giá so với ngày hôm qua. Đối với các tỉnh ở khu vực Đông Bắc Bộ như là Thái Nguyên, dao động mức giá 87-90.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1.
Phú Thọ dao động mức giá 87 đến 89.000 đồng một kg. Bắc Cạn dao động mức giá 84 đến 85.000 đồng một kg. Tuyên Quang cũng đã chạm mốc 90.000 đồng một kg đối với dòng heo siêu loại 1, và đặc biệt ghi nhận ở huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang có mức giá rất là cao. Cách đây 2 ngày thì Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang chỉ dao động khoảng 88.000 đồng một kg, nhưng ngày hôm nay đã tăng lên 90.000 đồng một kg. Quảng Ninh dao động mức giá 85 đến 86.000 đồng một kg, và theo ghi nhận ở tỉnh Lạng Sơn dao động mức giá 85 đến 86.000 đồng. Lào Cai, Yên Bái dao động mức giá 86 đến 88.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1. Tuy nhiên đối với dòng heo áp siêu và dòng heo mỡ ở Lào Cai và Yên Bái chỉ dao động khoảng 83.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng, Hà Giang dòng heo loại 1 cũng đã chạm mốc 86.000 đồng 1 kg, và đặc biệt tỉnh Bắc Giang đã lên đến 90.000 đồng 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Bắc Bộ như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình, giá heo hơi cũng đã trên 80.000 đồng 1 kg, và mức giá cao thuộc về Điện Biên, Hòa Bình đã chạm mốc 85.000 đồng 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay, ghi nhận tỉnh Thanh Hóa có xu hướng tăng mạnh. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở tỉnh Thanh Hóa đã lên đến 88.000 đồng 1 kg đối với dòng heo loại 1. Còn đối với dòng heo áp siêu và dòng heo nhỡ ở địa phương này đang dao động mức giá 81 đến 86.000 đồng trên 1 kg. Và thậm chí đối với dòng heo to loại 1, nhiều hộ chăn nuôi cho biết hiện nay mức giá 88.000 đồng 1 kg, tuy nhiên thì cũng không có nhiều heo để bán ra thị trường nữa. Nghệ An dao động mức giá 84 đến 87.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh cũng dao động mức giá 81 đến 84.000 đồng 1 kg. Và trong chiều ngày 16 tháng 4 thì một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Cẩm Xuyên của tỉnh Hà Tĩnh đang dao động mức giá phổ biến là 83.000 đồng 1 kg. Quảng Bình có xu hướng tăng mạnh trong ngày hôm nay, và hiện nay giá hơi đã đạt dao động mức giá 85 đến 88.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá kỷ lục ở tỉnh Quảng Bình từ Tết cho đến giờ. Quảng Trị dao động mức giá 85.000 đồng đối với dòng heo loại 1. Thừa Thiên Huế cũng đã chạm mốc 83.000 đồng 1 kg. Và đặc biệt theo ghi nhận ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay, giá heo hơi tăng rất là mạnh, đã chạm mốc 87.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1. Còn các dòng heo áp siêu ở tỉnh Quảng Ngãi chỉ dao động khoảng 82 đến 84.000 đồng 1 kg. Quảng Nam cũng đã dao động mức giá 83 đến 85.000 đồng 1 kg. Và Bình Định dao động 87.000 đồng 1 kg đối với dòng heo loại 1. Hầu hết các tỉnh ở khu Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay đều từ 80 đến 87.000 đồng 1 kg các bạn nhé. Phú Yên dao động mức giá 84.000 đồng đối với dòng heo loại 1. Khánh Hòa cũng đã chạm mốc 84.000 đồng 1 kg. Ngay như tỉnh Ninh Thuận, trước kia thì cách đây khoảng 2 ngày thì Ninh Thuận chỉ ở đầu 7 thôi. Tuy nhiên trong ngày hôm nay theo ghi nhận, tỉnh Ninh Thuận cũng đã dao động mức giá 80 đến 82.000 đồng 1 kg. Trong khi đó thì Bình Thuận thì cao hơn 2 giá, dao động 82 đến 84.000 đồng 1 kg. Như vậy là hầu hết các tỉnh ở khu Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay đều có xu hướng tăng giá mạnh. Và đặc biệt, theo ghi nhận ở tỉnh các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, giá heo hơi cũng tăng mạnh, có những tỉnh tăng đến 5 giá so với ngày hôm qua. Và thậm chí với giá cao như vậy nhưng cũng không còn heo để bán ra thị trường. Đặc biệt là tỉnh Gia Lai. Hiện nay tỉnh Gia Lai đang dao động mức giá 85 đến 87.000 đồng trên 1 kg, nhưng cũng không còn heo to để bán ra thị trường, đặc biệt là đối với dòng heo loại 1. Còn các dòng heo loại 2, loại 3 và heo nhỡ ở tỉnh Gia Lai chỉ dao động mức giá 79 đến 83.000 đồng trên kg. Kon Tum cũng đã chạm mốc 85.000 đồng trên kg đối với dòng heo to loại 1. Đắk Lắk có mức giá cao nhất đạt 88.000 đồng trên kg. Tuy nhiên đối với dòng heo áp siêu và heo nhỡ ở tỉnh Đắk Lắk chỉ dao động khoảng 81 đến 83.000 đồng trên kg. Đắk Nông dao động mức giá 82.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng dao động 85 đến 88.000 đồng đối với dòng heo loại 1. Và theo ghi nhận, ở các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay hầu như không có tỉnh nào dưới 80.000 đồng 1 kg nữa. Như Đồng Nai, hiện nay giá heo hơi phổ biến đang dao động mức giá 83 đến 84.000 đồng đối với dòng heo loại 1. Thành phố Hồ Chí Minh dao động mức giá 81 đến 82.000 đồng 1 kg, Bình Phước dao động mức giá 84.000 đồng 1 kg, Bà Rịa Vũng Tàu dao động 80 đến 83.000 đồng, Bình Dương dao động mức giá 80 đến 82.000 đồng 1 kg. Và trong chiều ngày 16 tháng 4 thì một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Phú Giáo và Tân Uyên của tỉnh Bình Dương đang có mức giá ổn định 81 đến 82.000 đồng trên 1 kg. Tây Ninh dao động mức giá 83 đến 85.000 đồng 1 kg, như vậy là cũng tăng đến từ 2 đến 3 giá so với ngày hôm qua. Đối với tỉnh Tây Ninh, mức giá rất là cao. Và cách đây khoảng một tuần thì ở tỉnh Tây Ninh chỉ có dao động 75.000 đồng 1 kg thôi. Nhưng đến bây giờ thì mức giá cao nhất đã là 85.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1 mà có trọng lượng lớn.
Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ, theo ghi nhận, mức giá cao nhất thuộc về tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre. Đối với tỉnh Trà Vinh, hiện nay giá heo hơi đang dao động mức giá 85-87.000 đồng một kg. Nhiều hộ chăn nuôi cho biết ở khu vực này mức giá rất là cao, tuy nhiên cũng không còn heo để bán ra thị trường. Bởi hiện nay ở tỉnh Trà Vinh thì phần lớn người dân mới vào đàn, chưa có thể xuất chuồng được, chưa đủ trọng lượng để xuất chuồng được. Sóc Trăng dao động mức giá 83.000 đồng một kg, Cà Mau dao động mức giá 82.000 đồng một kg. Theo ghi nhận ở tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang, hiện nay giá heo hơi đang dao động 82-84.000 đồng một kg. An Giang có mức giá khá là thấp, dao động 79-80.000 đồng đối với dòng heo loại 1, còn dòng heo áp siêu chỉ dao động khoảng 78.000 đồng một kg. Bạc Liêu cũng đã chạm mốc 82.000 đồng một kg, Long An dao động mức giá 80.000 đồng một kg. Và trong chiều ngày 16 tháng 4 thì một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Bến Lức của tỉnh Long An đang phổ biến mức giá 80.000 đồng một kg đối với dòng heo siêu loại 1. Và một số địa phương có mức giá cao như Bến Tre dao động 87-89.000 đồng trên 1 kg. Và nhiều người cho biết thì đây là mức giá kỷ lục từ Tết cho đến nay, và chắc chắn trong thời gian tới giá heo ở tỉnh Bến Tre sẽ còn tiếp tục tăng và có thể lên 90.000 đồng 1 kg bất kỳ lúc nào. Bởi hiện tại nhiều người cho biết thì ở huyện Rồng Trôm và Mỏ Cái Nam của tỉnh Bến Tre thì cái lượng heo lớn không còn nhiều nữa, cho dù tỉnh Bến Tre là tỉnh mà được coi là thủ phủ chăn nuôi ở khu vực Tây Nam Bộ, lượng heo rất là lớn ở tỉnh này. Đồng Tháp dao động 78-82.000 đồng một kg, Hậu Giang dao động 84-85.000 đồng trên kg, và đặc biệt tỉnh Cần Thơ cũng đã chạm mốc 85.000 đồng trên kg trong ngày hôm nay. Đó là thông tin về giá heo hơi cũng như là tình hình dịch tả lợn châu Phi ở một số địa phương trên phạm vi cả nước. Và mình sẽ tiếp tục gửi đến quý anh chị và các bạn giá heo hơi trong những ngày tiếp theo. Bản tin của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những bản tin sau.